Liên tiếp trong 3 ngày vừa rồi, mỗi ngày tại Đức ghi nhận hơn 40.000 ca nhiễm mới COVID, có ngày 50.000, cao nhất từ trước tới nay. Theo các mô hình dịch tễ thì trong 10 ngày tới, số nhiễm mới mỗi ngày có thể lên tới 100.000 ca. Hàng chục ngàn người Đức dự kiến sẽ đi du lịch vào dịp Noel, làm dấy lên lo ngại là đại dịch sẽ còn lan rộng hơn nữa trong kỳ nghỉ lễ. Năm trước, nước Đức đã phải cấm mở hội chợ Giáng sinh cuối năm. Năm nay, hội chợ Noel được coi như biểu tượng hồi sinh, nhiều thành phố đã có kế hoạch mở hội chợ truyền thống vào cuối tuần sau. Các chợ lễ hội của Đức trước đại dịch thu hút hơn 150 triệu khách hàng và mang lại nguồn thu tới 3 tỷ euro mỗi năm. Hội chợ Noel nổi tiếng tại lâu đài Charlottenburg, thủ đô Berlin vừa bị tuyên bố hủy bỏ. Nhiều thành phố khác hủy bỏ lễ thắp đèn Giáng sinh với lý do các quy định phòng dịch quá tốn kém. Tỷ lệ tiêm chủng ở Đức vẫn khá là thấp so với các nước châu Âu khác, mới chỉ có 67% dân số tiêm chủng đầy đủ. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Cộng hòa Liên bang Đức. Cảm ơn anh Lê Hồng Quang với những thông tin vừa rồi tại Đức. Còn hôm qua thì Ủy ban châu Âu vừa công bố bản dự báo kinh tế mùa thu, và theo đó thì kinh tế EU đang phục hồi nhanh hơn dự kiến. Thông tin thêm từ nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Ủy ban châu Âu. Theo Ủy viên Ủy ban châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế, dù gặp nhiều khó khăn, kinh tế EU được dự báo chuyển từ phục hồi sang mở rộng trong giai đoạn 2021-2023. Chúng tôi dự báo nền kinh tế EU sẽ tăng trưởng 5% trong năm nay và duy trì tốc độ tăng trưởng 4,3% vào năm tới, trước khi giảm xuống 2,5% vào năm 2023. Nhờ nới lỏng các lệnh phong tỏa, nhất là với lĩnh vực tiêu dùng, tỷ lệ việc làm tại các nước EU dự báo tăng từ 0,8 đến 1% giai đoạn 2021-2023. Còn mức thâm hụt tổng thể giảm từ 6,9% GDP xuống một nửa vào năm 2022 và 2,3% vào năm 2023. Song song với những tín hiệu tích cực, áp lực giá toàn cầu đang đẩy lạm phát tại các nước EU lên mức cao nhất trong 10 năm qua. Tỷ lệ lạm phát của EU sẽ đạt đỉnh mức 2,6% trong năm nay, sau đó giảm xuống 2,5% trong năm tới và 1,6% vào năm 2023. Dù phục hồi nhanh hơn dự báo, kinh tế châu Âu vẫn đang đối mặt với những thách thức gồm sự tắc nghẽn và gián đoạn nguồn cung nguyên liệu, giá năng lượng, nhất là khí đốt tự nhiên thì đang tăng phi mã, và đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Ủy ban châu Âu.